Dạ rồi, em xin chào tất cả quý bà con mình đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nha. Dạ thì hôm nay em cũng về được một số phụ tùng Nhật Bản nè. Thì hổm ngày phụ tùng Nhật Bản nó hơi hiếm mà con. Thì mấy tháng nay thì hình như là đa phần những cái cửa ngõ lớn trên Sài Gòn á thì những hàng Nhật Bản không được phép xuống công á, nên hàng Nhật Bản bây giờ nó cũng hơi hiếm mà con. Thì giá thành nó cũng hơi tăng cao ha. Nên bà con mình sử dụng một Nhật Bản mà đẹp quýt thì giờ cũng hơi hiếm một xíu. Thì hôm nay em về phụ tùng nè, thì có một số cái phụ tùng của máy cắt cỏ. Thì đây là những cái chụp giật của những cái dòng Kyrid 240 rồi ha. Thì có mấy cái nè đó, thì bà con mình xem video nha. Có ai ở nhà mà đang sử dụng những cái phụ tùng gì mà đang bị hư hỏng á, hay là muốn thay thế sửa chữa thì cứ alo cho em ha. Cái chụp giật này nguyên zin ha, còn khá là đẹp nha. Buông ly còn rất là ngon nha, cũng có vài cái à. Thì này cũng khoảng trăm ngoài cái nha bà con. Chung máy thì tăng giá, như phụ tùng bên Thành Thịnh thì giá vẫn ok nha, ok nhất, vẫn tốt nhất cho mọi người. Đây chụp giật lớn không nha, trợ lực lớn không, khoảng trăm hai trăm mười bộ. Đây bộ lồng này, thì đây là một số bộ lồng tháo máy nè. Thì lồng này em bao với con mình đó, nhất là nó những cái lỗ ốc bô nè, hay là ốc phíp bình xăng nè, là ốc IC, là ốc chân nồng ấy, hay là ren buri đều là ok hết nha. Và bít tông mà không sọc không xước ha, bạc đầy đủ, ác đầy đủ, nhưng mà nó đàn ác thì có cái không nha. Phe thì không có bao với con mình nha, phe thì con mình chịu khó lấy từ cái máy cũ qua nha. Đây tiếp tục là bộ lồng có dòng TG25 nè, 288 một bộ, bít tông đầy đủ luôn, cái dòng này 4 ốc nha. Đó. Thì bà con mình muốn sử dụng dòng nào thì cứ alo cho em sẽ gửi hình chi tiết nha. Bà con mình ok chấp nhận thì em gửi hàng nha. Đây, Tanaka chân trống nè. Dòng này 30 ly nha, có dòng 31 ly nữa. Rồi tiếp theo là Maru 32 ly nè. Buri quay về hướng chụp giật này nha. Đó. Thì bà con mình muốn đặt bộ lồng nào thì chịu khó là mở cái máy mình chụp cho mấy cái hướng nè. Để em gửi cho chính xác nha. Tại vì ví dụ như cái dòng Maru 23 nó rất là nhiều loại nha bà con, rất là nhiều loại. Nên nhiều khi bà con nói Buri quay hướng chụp giật mà Maru 23 thì em cũng không biết là loại nào luôn. Tại vì ở xa nên mình chịu khó mình trao đổi với nhau về hình ảnh cho chính xác ha. Đây Maru 32 ly luôn. Thì đây là những cái phụ tùng cập nhật mới bộ lồng nha. Chứ còn ngoài ra thì em còn bộ lồng khi trước em đăng cũng khá là nhiều loại nha bà con. Mitsubishi T170 nè, 350 một bộ. Bộ lồng nó nói như mới mà. Ken Span Maru 23 đó nè. Để em quay trong đây cho bà con mình xem nha. Đây chất ra nó lâu quá. Cái dòng này Robin nè, em không nhớ là Robin 03 hay 04 nữa, tại em cũng ít làm cái dòng này. Số bà con mình hỏi em lấy về thôi chứ em cũng không rành. Chắc 03 quá. TG25. Này em quay mấy cái hướng đó bà con mình xem nha. 280 một bộ. Đây những cái dòng TG18 nó T18 nè, máy này thì rẻ mà không, nó chỉ 150 ngàn bộ thôi. Đây Hikuki. Nó cái này nó dân tới mít tông mất tiêu, chắc tay quá, mít tông mà con thấy không? Không khác gì một cái mít tông luôn nha. Thì hàng này em đã vệ sinh hết rồi nên bà con mình yên tâm, rất là đẹp. Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đến tay bà con mình. Đây của TM24 nè, 32 ly Mitsubishi TM bà con. Cái dòng này em quên mất rồi. Cái dòng này thì nhìn hình như nó là con Komatsu gì quên ta, su mà cái chụp giật vuông vuông, tự nhiên nó quên hàng quên ngang không đó. TD như con tên cơm mất xu TD mấy á, nhiều quên tốt rồi, để chút nhớ tính sao. Shinewa 33 ly nè, Buri nằm ở trên đầu ha. Em quay nhanh nhanh xíu nha, con này con Maru TD18 nè, Kawasaki Shinewa 2002 ha.
TH có một bộ lồng hệ bà con, TH26 400k. Dòng này nó cực kỳ hiếm nha. Giờ máy bây giờ phải là trên 2 triệu tư, 2 triệu rưỡi rồi. Cái lồng có 400 thì cũng không có đáng gì. Nhưng mà khó kiếm lắm bà con ơi, ít ai gỡ bán mình những dòng máy hệ lắm. Này Maru 32 ly nè. Đây, tiếp tục một con hệ nữa, TJ27 34 ly. Bộ này 500k luôn, khủng khiếp chưa? Nó bê tông giống như gương bê tông mới. Có ắc luôn. Đó, dâm banh ha, 500k trong TJ27. Một cái con máy nhập vô chưa dọn tầm khoảng 1 triệu 7, 1 triệu 8 mà cái bộ lồng nó không. 500k, nhiều con nó đẹp đẹp nhập vô 2 triệu ngoài luôn. Mà 500k thì cũng không có đáng gì. Hư thì bắt buộc phải thay chứ thằng mới đâu có đâu thay. Rubin ốp 250k. TG25 4 chân ốc nha. Maru 32 ly. Buri quay về hướng chụp giật không à. Thì cái lô này em lựa toàn là Buri quay cho chụp giật không ha. Đây, tiếp tục Buri quay chụp giật luôn. Tại bên kho còn rất là nhiều cái loại Buri quay hướng họng săn. Đây, những con này chỉ 150 cành thôi. Nhất giá rất là tốt luôn. Mới toàn xe banh kèm Maru 32. Một con TL231 hàng hệ luôn, sử dụng như dòng TB ha. 380 cành. Mấy dòng này hàng hệ không? Đây, nguyên một cụm lốc máy của cái con cưa Echo 361 381. Nồng đứng luôn nha. Giá cực kỳ tốt, 400, có cả dền nhông nhớt, sọ dưới, lồng bê tông bạc đầy đủ hết. Này bê tông mới khoen xà beng nữa ha. Hai cái con cưa này đang sử dụng hay mua để dành nha, sau này có biết đâu nó tầm tuổi già mình có mình thay liền hắn, chứ sao này kiếm không ra nha. Đem ra thợ 7-800 là chuyện bình thường nhá. Trên qua shop 2004 nha bà con. Cắt cỏ. Đây Maru 32 ly. Buri quay về hướng chụp giật. Tại cái lô này em mua toàn là chụp giật không à. T170. Đó, cái này như mới luôn không. Lúc tới bê tông khoe bằng người chơi nè, không khác gì hạt lộ nè, nhìn bê tông ha, nhìn hình ảnh và đánh giá chất lượng. Con này là con Maru 32 ly nữa, giống hết. Đây tiếp tục Maru 32. Đây một cái cụm lốc máy của con cưa luôn, 300 ngàn một bộ như thế này nha. Đó, ai đang sở hữu con máy nhà thì cứ lấy về để dành nè. Con này con Ryobi tay cục nha, có cả dên tay dên bít tông nè, đẹp quá đẹp luôn. Nồng dên nó thấy không, 300 cành. Tiếp tục là một Robin cốc, con xin đi qua 2002. À, cái con này là con Komatsu G2D. Em nhớ là như là G2D chính xác rồi đó. Made in Japan luôn phải không ta? Hình như là G2D. Võ công có hạn nên không rành nhiều bà con ha. Hình như là vậy, nhớ mang máng. Nhiều dòng, nhiều máy quá không nhớ nổi một cái dòng máy biết bao nhiêu đời nữa. Một con Robin ốp ha. Một con Maru 32 tiếp tục. Maru 32 hai chân ốc rồi. Ủa, toàn là Maru là nhiều rồi con ơi. Đó, đó là một số cái bộ lồng tháo máy vượt bãi nha. Thì có mấy cái hệ á, thì mình xem cái nào phù hợp với nhà mình cái alo cho nha. Chụp được trợ lực nè, phụ tùng về nhiều, máy về nhiều lắm nhưng mà không có thời gian soạn ra để cho bà con mình tham khảo á. À, như đây nè, cái chuông của máy bể thao máy nè, chuông 70.000 một cái. Đây chuông 7 khía nè ha, bóc đại ngẫu nhiên 7 khía, 10 khía. Chuông là chuông 7 khía mà tao đồn chuông là chắc cả đời không gặp.
Đây phụ tùng bộ lồng cũng mấy mới, ví dụ như này con cơm Mitsu 26 nè, Echo 230 nè. À, cái con này là con gì đây? Đây bà con. Con này là con 260 nha, 260 34 ly. Giống như có mấy thằng Sinva nè, máy Trung Quốc 260 34 ly. Nó là một số cái phụ tùng em giới thiệu bà con mình ấy. Thì bà con mình có quan tâm có nhu cầu cái alo cho. Đây. Phụ tùng mới nè. Đây là những cái cục cao su, những cái sơ mi trong ống cần á, 24, 26, 28 ha. Cần bà con mình sử dụng một thời gian mà nó bị cắt nó rung quá, mình mang rồi mình lên ra bắt đầu nó tê cái tay mình á. À, những cái cục sơ mi này nó xài thời gian nó bị hư cái túc nè, thì cái tiếp mình nó chạy nó sẽ lắc, nó gần nó tê tay lên. Bà con mình đóng ra thay 6 cục này ha, à, nó im ru rồi nha. Đây bình xăng lớn, con thấy cho mình lặt lặt lụm lụm tùm lum bà con ha. Thì bà con có nhu cầu sử dụng, có quan tâm thì alo cho em. Đây, giới thiệu một số dòng IC luôn. IC Echo 251 250 Ryobi Bí rồi TG18 TG20 của Kawasaki, rồi những cái dòng như là Tanaka Bell 2224 rồi Shinewa Shop 2004, rồi Mitsubishi TL2, TL33, TLC7 tháo máy nha, TL33 Zin nha, dòng Gilrit 260, Echo Gilrit 262, dòng PC có dòng T100 ha, Mitsubishi. IC mới thì có bình con à. IC có dòng Mitsubishi TM hoặc là T130 ha. Này là Kawasaki TD33. Còn cái dòng là dòng TC27 nha. TC27 Kawasaki. Cái dòng này phổ thông sử dụng chung rất là nhiều nha. Echo 240. IC Rin tháo máy. Hàng bao sống ha. Ruby Bí nha. Đó, cái đầu trong trong đây, Ruben Bí. Echo 209 253 với cái dòng Atin rồi ha, FS26 có ghi nè, 209, 253, FS26 Rubin 231, 232 262, đây những dòng Rubin nè, 231, 232 TH23 26 dòng Rubin nói chung ha, Shinewa Shop các kiểu nè. Rồi T170, T170 tích hợp. Rồi dòng Echo Gen. Rồi dòng là dòng Huwana, Komatsu. Ha, rồi dòng IC 260 phổ thông. Sẽ là Komatsu. Dòng Echo Kirit 230. Rồi dòng Echo xanh. Vì sơ sơ mỗi thứ một ít cho bà con. Echo xanh thì phải có Echo trắng. Đó, cái này IC mới nha. IC của năm 20, năm 41. Cái này TL43, TL52 xài chung nè. Còn dòng IC mới có cắt cổ Huana 541. IC tép. Đây, tép mới có, tép tải có. IC có dòng Robin Cốc. Mênh mông mà con ơi. Đây gọi phổ thông nè, ICGX 25, 35, 4 thì Maru, TG27, Robin Cốc, Singu, Estin rồi xài chung rất là nhiều, thì phổ thông ha. TL26, 261 xài chung. Có cái dòng đây G2D, ủa cái này là của Ruby Bí. Ruby Bí bên đây. G2D à. Bụi quá. GX2535 ui rất là nhiều bà con ha. Rồi em xin cảm ơn ha. Thì bà con xem có những cái món phụ tùng nào cần thiết nhà mình thì cứ alo cho em nha. Dạ rồi em xin cảm ơn, em xin chào nha. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon nha.
Cửa hàng Thành Thịnh Đông Cơ xin kính chào quý khách. Tự hào được biết đến là đơn vị uy tín với nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi chuyên sửa chữa, mua bán, trao đổi phụ tùng và máy móc nông nghiệp như đầu xịt thuốc, dây hơi, máy xăng, máy cưa, máy cắt cỏ, bình xịt điện, bình xịt máy. Với phương châm uy tín, chất lượng, nâng tầm thương hiệu cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, chu đáo, Thành Thịnh cam kết mang tới chào quý khách hàng sản phẩm chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, bảo hành dài hạn. Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 0858 335 778, địa chỉ Mỹ Điền, Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang. Thành Thịnh Nông Cơ, một uy tín triệu niềm tin. Xin trân trọng cảm ơn.